Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ ngành địa phương phòng chống COVID-19. Bộ Y tế được cấp 1 tấn chloramin B và 4 triệu viên Aquatab 67mg để hỗ trợ khẩn cấp hóa chất cho các địa phương, các vùng trọng điểm. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về quản lý, xuất cấp, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất vận chuyển khẩu trang găng tay không đảm bảo nguồn gốc chất lượng